soi kèo, nhận định Arsenal với Villarreal. 2 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2021, Arsenal đang gặp bất lợi ở trận đấu này. Họ bắt buộc phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt nếu muốn đi tiếp. Sân nhà Emirates là điểm tựa vững chắc của họ lúc này. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chủ nhà Arsenal đã không có được sự chuẩn bị tốt cho trận đối đầu quan trọng này khi chỉ giành được 2 chiến thắng, 2 trận thua và 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần đây. Chuyến làm khách ở trận lượt đi Arsenal cũng đã để thua với tỷ số 1-2, do đó không còn cách nào khác. Arsenal buộc phải thi đấu với 200% sức lực để có thể hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Bên kia chiến tuyến, Villarreal cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Mặc dù có được 3 chiến thắng nhưng họ cũng đã để thua trong 2 trận đấu gần đây. Lịch sử đối đầu của hai đội đang nghiêng về phía Arsenal khi họ có được 2 chiến thắng. Villarreal thắng 1 trận, còn lại hai đội chia điểm. Ở trận đấu này, Arsenal được giới soi kèo đêm nay đánh giá cao hơn đối thủ. Cùng lợi thế sân nhà, họ giành chiến thắng. Soi kèo tài xỉu Arsenal với Villarreal. Arsenal trong 5 trận đấu gần đây có được 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 4 bàn thua. Trong khi đó, Villarreal có cho mình 11 pha lập công, tuy nhiên họ cũng phải nhận 6 bàn thua. Cùng thời gian, Arsenal chỉ có 2 trận đấu kết thúc với số bàn nhiều hơn 2.5 bàn. Villarreal có đến 4 trận đấu mà ở đó họ kết thúc với số bàn nhiều hơn 2.5 bàn trận. Một trận đấu quan trọng, cả hai sẽ không mạo hiểm. Arsenal cũng chỉ cần chiến thắng tối thiểu là có thể đi tiếp, do đó với tỷ lệ kèo trực tuyến nhà cái đưa ra, chọn xỉu là hợp lý. Soi kèo hiệp 1 Arsenal với Villarreal. Villarreal sẽ đẩy mạnh tấn công ngay trong hiệp 1 nhằm tìm kiếm bàn thắng và lùi về phòng ngự sau đó. Nhưng Arsenal thì khác, họ sẽ phát huy tối đa hàng phòng ngự của mình để ngăn cản các đợt tấn công từ đối thủ. Sẽ không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.